Dạ, Nông Cương Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Bút Sâu, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo cũng như là ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Lời nói đầu tiên thì cửa hàng chúng em xin gửi lời chào thân thương tới các bác nào mà đang theo dõi kênh của em cũng như là xem video này. Một ngày mới tốt lành nhất các bác nhé. Vâng, và hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác xem một lô máy cưa xích. Tổng cộng hôm nay là gồm rất là nhiều máy nhé các bác nhé. Gồm 19 cây. Đẹp, xuất sắc luôn các bác. Cây nào cũng cực kỳ vip và chất lượng luôn các bác nhé. Bởi vì cửa hàng chúng em là các bác nào mà đang theo dõi kênh của em thì cũng biết rồi đúng không ạ? Cửa hàng chúng em chuyên sưu tầm những dòng máy cưa có thể đẹp và xuất sắc nhất có thể để về dọn rửa cũng như là quay video cho các bác tham khảo. Các bác nào mà đang cần tìm cho mình một chiếc máy cưa hàng hệ, hàng chất lượng thì có thể tham khảo thử một lô máy cưa này các bác nhé. Các bác nào ưng ý con nào thì liên hệ qua cho em để đặt hàng cũng như là ủng hộ cửa hàng chúng em. Đấy, vâng, và hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác là lô F. F là đánh dấu là từ F1 đến F19 các bác nhé. Rất là nhiều các mặt hàng. Từ dòng cưa gia đình, dòng cưa tay cụt thì có 2 cây các bác nhé. Đến hệ cưa gia đình, hệ cưa khai thác tầm trung đến dòng cưa khai thác chuyên nghiệp. Đó, cho các bác nào mà đang có nhu cầu cần tìm cho mình một chiếc máy cưa hàng siêu vip chất lượng và giá cả phải chăng các bác nhé, thì liên hệ qua cửa hàng chúng em để tham khảo cũng như là để đặt hàng. Đó, số điện thoại để liên hệ thì cửa hàng chúng em đã để trên màn hình rồi các bác nhé. Các bác chỉ cần nhấc máy ngay và gọi điện cho chúng em. Vâng, và hôm nay thì để đỡ làm mất thời gian thì cửa hàng chúng em quay nhanh qua cho các bác xem một lô máy cưa xích này. Và giới thiệu qua cho các bác là hôm nay là cửa hàng chúng em có sưu tầm được 4 cây hàng Estin, hàng VIP luôn các bác nhé. Cho các bác nào mà đang cần cho mình những dòng máy cưa hàng chất lượng nha, tình trạng thì khoảng 90-95% nha các bác nhé. Thì tham khảo từ 4 con này. Đó, con này thì nói chung là cửa hàng chúng em sẽ báo trước là giá thì sẽ hơi cao so với lô kia các bác nhé. Bởi vì lô này nó là thằng hàng siêu VIP rồi. Thế là giá thì đôi khi nó sẽ chênh nhau khoảng mấy trăm ngàn. Cái này là phù hợp cho các bác nào mà nói chung là tiền bạc không quan trọng đấy ạ. Chỉ để gọi như là về sưu tầm cũng như là cần một chiếc máy chất lượng thì tham khảo từ 4 con này. Đó, con F1 là con Estin 230 có chụp giật trợ lực các bác nhá, bởi vì dòng này là dòng Nhật nội địa, toàn là tiếng Nhật cả các bác. Con này sản xuất năm 2005 các bác nhá. Công suất là 40,2 cc, có tích hợp cho các bác là núm bơm xăng phụ luôn này. Đó, núm bơm xăng đen rin của nó luôn các bác nhá. Ốp lam tăng chỉnh xích nhanh. Một chiếc máy siêu VIP. Con này giá 4,7 triệu. Và con F2 là một con 026AV cũng siêu VIP các bác nhá. Con này thì đời cao có xả áp ở bên trên luôn, giá 7,5 triệu các bác nhá. Tem mác thì còn như mới luôn các bác. Made in Germany các bác nhá. Giật to bản nguyên. Làm này, xích này. Quá là đẹp luôn các bác nhá. Con này giá 7,5 triệu. Và con F3 là một con Estin 024 cũng cực kỳ chất lượng các bác nhá. Đời cao có xả áp tiếp luôn các bác nhá. Giá 5,5 triệu. Và một con F4 là một con Estin 170C dòng cơ gia đình có tích hợp chủ giật trợ lực, máy móc tình trạng nguyên zin. 3,5 triệu các bác nhá. Cho các bác nào mà đang có nhu cầu cần tìm trước mặt máy cưa. Đó, đây là 4 cây siêu VIP. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lên sóng là có cả cây VIP luôn để cho các bác dễ dàng tuyển lựa. Và đây, và qua đến phần lô này thì các bác nhá, thì cửa hàng chúng em có những dòng thương hiệu như Husqvarna, Komatsu, Estin. Estin to nhỏ có luôn các bác nhá. Ôi, và cửa hàng chúng em giật test nổ đi nhá. Test nổ từng con một đi rồi để cho các bác dễ dàng tuyển lựa cũng là dễ dàng đặt hàng cũng như là review từng con một, thì cửa hàng chúng em sẽ xách qua phần bên này để test nổ từng con một cũng như là review chi tiết cho các bác xem qua dễ dàng tuyển lựa nhất, cũng là đỡ làm mất thời gian của các bác. Dạ vâng, chiếc máy đầu tiên là em đánh dấu ký tự là F1 các bác nhá. Một chiếc máy cưa sưu tầm Estin 230. Các bác vui lòng, các bác nào mà đã ưng ý con nào rồi đấy ạ, thì các bác vui lòng tới đi tới lại xem kỹ video cũng như là chúng em sẽ review chi tiết từng con một để cho các bác dễ dàng đặt hàng cũng như là dễ dàng xem nhất có thể các bác nhé. Khi mà các bác nào mà đã thấy chốt rồi, ưng ý rồi đó, thì các bác liên hệ qua cho em để đặt hàng. Cửa hàng chúng em thì có ship code tận nhà cho các bác luôn. Con đầu tiên là con F1 này, hàng máy cưa sưu tầm Estin 230C. Con này thì nó có cái tem ở đây, thì này là do
lính nhà em dọn rửa nó đã bị bay mất rồi các bác nhá. Các bác hết lòng thông cảm cho cửa hàng chúng em. Còn máy móc thì các bác xem qua cực kỳ VIP và chất lượng luôn các bác nhá. Dòng này là dòng Nhật bãi. Đó, nên là các bác không cần phải lan tan gì cả. Con này tích hợp luôn cho các bác là chụp giật trợ lực. Chụp giật này là chụp giật bằng kim loại luôn các bác nhá. Kim loại luôn. Đó nên là các bác không cần phải lan tan mấy cái dòng mà Trung Quốc ấy, sản xuất tại Trung Quốc thì nó phần này nó là chụp giật bằng nhựa các bác nhá. Đó, nên là các bác phân biệt. Nếu mà hàng sản xuất bằng kim loại như thế này là dòng Nhật nội địa các bác nhá. Đó, test nổ luôn cho các bác xem qua. Đó, giá của con này là 4.700.000, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện cho các bác. Con này thì được tích hợp gọi là núm bơm xăng phụ cũng như là ốp lam tăng chỉnh xích nhanh rồi. Đó, cực kỳ tiện lợi cũng như là dễ dàng. Lam của nó là 50 phân mặt cắt được 45 phân các bác nhá. Mắt xích thì còn to bản nguyên các bác, mắt xích thì quá là ok và xuất sắc rồi. Dạ, sưu tầm cây thứ hai nữa là một cây F2 các bác nhá. F2, con này thì dòng cưa khai thác cho các bác nào mà cần tìm một chiếc máy cưa hàng to đấy ạ. Công suất của con này thì nó là gần 50cc lên các bác nhá. Đó, Estin 026AV, dòng Made in Germany bãi Đức này các bác. Tình trạng máy móc tem mác thì quá là xuất sắc rồi, nguyên zin nguyên bản luôn các bác nhá. Tem chuẩn Estin của nó này còn nguyên luôn các bác nhá. Đó, quá là đẹp và chất lượng luôn. Tình trạng máy thì kiếm được một chiếc máy cưa hàng sưu tầm như thế này thì rất là hiếm hàng luôn các bác nhá. Lam của con này là cũng 50 phân mặt cắt được 45 phân. Xích là xài xích chung 325 các bác nhá. Xích chung 325. Giá 7.500.000, thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên. Test nổ luôn cho bác nghe qua tiếng máy nhá. Đó, một chiếc máy cưa khai thác chuyên nghiệp mà dòng VIP sưu tầm. Tình trạng máy thì em nghĩ con này tầm khoảng 95% nữa, cực kỳ đẹp và chất lượng. Rồi, qua tiếp con F3 là một con Estin 024 các bác nhá. Con này thì cũng là đời cao có xả áp ở đằng trước này luôn. Giá 5.500.000 cho các bác nào mà đang có nhu cầu cần tìm một chiếc máy cưa Estin hàng đẹp chất lượng. Đó, Estin 024. Máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Đó, máy móc cửa hàng chúng em đã căn chỉnh luôn, dọn nổ tất cả ngon lành rồi. Con này công suất của nó là 42cc các bác nhá. Lam là lam 40 phân. Lam 45 phân mặt cắt được 40 các bác nhá. Xích là xài xích chung 325. Máy móc tình trạng nguyên zin, giá 5.500.000 miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Dạ, qua con F4 các bác nhá, một con máy cưa Estin 170C, hàng sưu tầm cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Con này thì nòng 37 ly, phù hợp cho các bác nào mà sử dụng gia đình thôi. Đó. Tích hợp cho các bác là chụp giật trợ lực giật rất là nhẹ nhàng. Giá của nó là 3.500.000 các bác nhá. 3.500.000, một chiếc máy cưa hàng sưu tầm tình trạng như thiếu thùng. Các bác nào ưng ý con này thì liên hệ qua cho em để đặt hàng. Dạ vâng. Bây giờ thì qua lô cưa xích bình dân này các bác ạ. Thì các bác nào mà tham khảo thử con này có ưng ý những con còn lại sau đây thì các bác nào mà ưng ý con nào thì liên hệ qua cho em các bác nhé. Đó, một cơ máy cưa hút mana 120, công suất 38cc. Máy móc thì bỏ con này là không phải sưu tầm nhưng mà cũng cực kỳ đẹp luôn các bác. Đó, các bác nhìn qua dày giật này, trắng phau nguyên các bác nhá, như mới luôn các bác. Hàng nguyên zin nguyên bản, hàng Thụy Điển. Con này thì 38cc thì cũng nhỏ nhẹ thôi, phù hợp cho các bác sử dụng gia đình. Đầu máy không thì con này nếu mà cả làm xích thì nặng tầm khoảng hơn 5kg thì các bác. Xích là xài xích chung 91 các bác nhé. Có này có luôn cho các bác là núm bơm xăng phụ ở đây này. Phần bơm xăng phụ thì cực kỳ tiện lợi, dễ dàng lên xăng rồi.
Đó, giá 3,5 triệu. Một con máy cưa hút mana 120, con này thì có tích hợp luôn các bác là chụp giật trợ lực lò xo này các bác nhá. Giật cũng rất là nhẹ nhàng các bác. Nhún là tích hợp con này là được nhún bộ nhún là nhún lò xo. Các bác cũng nghe nổ tiếng máy thì nó, khi mà cái phần máy này rung này nó chỉ có một phần cục máy này nó sẽ rung thì các bác nhá. Cực kỳ tiện lợi, cái dòng hu của nó thì nó ăn tiền ở cái chỗ phần đấy đấy các bác ạ. Giá 3,5 triệu cho con này. Dạ, kế đến con F5 là một con S6 các bác nhá. Con này là Komatsu Zenowatt G3005. Con này nòng 38 ly, nói chung là cũng là hệ cưa gia đình thôi. Cho các bác nào mà đang có nhu cầu một chiếc máy cưa nòng đứng mà hệ Komatsu Zenowatt, có lẽ các bác nào không còn xa lạ gì nữa rồi. Cực kỳ nổi tiếng rồi các bác nhá. Con này được tích hợp cho các bác luôn là chụp giật trợ lực. Bộ chụp giật trợ lực thì rất là nhẹ nhàng. Đó, núm bơm xăng phụ, e gió tự động. Đó, phần công tác nó ở đây. Cực kỳ tiện lợi các bác nhá. Tích hợp của nó là hai ốc lam vặn bằng trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhá. Tăng chỉnh xích lam thì ở phần này đây luôn. Xích là xài xích của nó là xài xích mini, xích chuột các bác nhá. Xích mini, xích chuột. Đó. Riêng cái hệ Komatsu này của nó thì tiếng bô của nó nổ rất là êm luôn các bác nhá. Ăn tiền ở cái phần tiếng nổ của nó đấy các bạn. Giá 2,9 triệu cho một con máy cưa này, cửa hàng chúng em miễn phí ship. Rồi, đây là phần qua phần một chiếc máy cưa khai thác cho các bác nào mà khai thác tầm trung các bác nhá. Con này thì nòng 40 ly, Estin 021C, có tích hợp xả áp cũng như núm bơm xăng phụ, ốp lam tăng chỉnh xích nhanh các bác nhá. Đó, nắm xích thì nắm giật thì to bản nguyên. Con này xích thì còn trông như mới luôn các bác nhá, cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Xích thì quá đẹp luôn rồi. Giá 3,8 triệu cho một con máy cưa ST. Dạ. Vâng, kế đến là một con ST 023. Con này thì công suất của nó thì to hơn con ST 021C là con F7 vừa nãy một tí xíu các bác nhá. Và con này là con 023, giá của nó là 3,9 triệu. Cho các bác nào mà đang cần tìm chung một chiếc máy cưa hàng khai thác cũng cực kỳ đẹp về chất lượng nhé. Con này thì vặn tích hợp của nó là hai ốc lam vặn bằng trực tiếp bằng khóa 19. Cực kỳ đẹp. Đó, giá là 3,9 triệu miễn phí ship. Rồi, kế đến là một con Estin 024AV các bác nhá. 024AV 42cc. Đó, một con máy cưa khai thác chuyên nghiệp nữa đây các bác. Giá 5 triệu đồng cho các bác là cần tìm một chiếc máy cưa to to một tí xíu đấy ạ. Con này thì tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19, xài xích chung 91, xích chung 325 các bác nhá. Chúng em đánh dấu là F9 giá 5 triệu đồng. Các bác nào ưng ý con này thì liên hệ qua cho em để đặt hàng. Test nổ ngon lành hết rồi. Rồi kế đến là con F10 các bác nhé. F10 giá 3,2 triệu. Một con Estin 020 nòng 40 ly, vòng tua cực kỳ khỏe luôn các bác nhé. Test nổ luôn cho các bác nghe qua tiếng máy con này này. VIP luôn các bác nhá. Cực kỳ chất lượng, lọc hơi cực kỳ khỏe. Các bác nào chốt con này thì giá là 3,2 triệu các bác nhá. Cửa hàng chúng em miễn phí ship. Dạ, qua con F11 là một con Estin 180C hệ cưa gia đình. Con này thích hợp cho các bác là chụp giật trợ lực nữa luôn các bác nhá. Đó, nòng 38 ly. Siêu VIP tích hợp luôn cho các bác là ốp lam tăng chỉnh xích nhanh, thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên này các bác. Giá 3,3 triệu miễn phí ship. Dạ vâng,
kế đến là một con F11 là con F12 các bác nhé. Con này thì cũng hệ, nó cũng giống một con 180 thôi, hệ 018. Đó, con này thì không có chủ giật trợ lực. Cho các bác nào mà không thích xài trợ lực thì có thể lựa chọn một con này. Con này thì giá thì thành nó sẽ rẻ hơn. Con F11 là 3,1 triệu các bác nhé. Con này giá 3,1 triệu. Cửa hàng chúng em miễn phí ship. Đó, không có trợ lực nên là giật giá thành nó sẽ rẻ hơn, để cho các bác nào mà kinh phí thấp lựa chọn thích một con hàng hệ. Đó. Giá 3,1 triệu cho con này các bác nhá. Rồi, kế đến là con F13 các bác nhá. F13 một chiếc máy cưa Ryobi. Con này thì hệ của nó cũng giống như một chiếc máy cưa Komatsu thì các bác. Komatsu Genowatt, hệ Ryobi của nhà phân phối cung cấp các bác nhá. Con này thì công suất của nó là 33,4cc này các bác. Một chiếc máy cưa sưu tầm cực kỳ VIP và chất lượng luôn các bác nhá. Tình trạng máy thì như thiếu thùng luôn các bác, cực kỳ đẹp. Làm của nó thì cực kỳ chất lượng rồi các bác. Ốc này các bác nhìn ạ. Ốc của nó thì vàng, còn vàng ươm luôn các bác nhá. Quá là đẹp. Cửa hàng chúng em dọn rửa chắc là bị nước vào rồi nên là cái xích của nó hơi bị khô. Thì cái này thì chỉ tra nhớt lại là chạy nó sẽ ngon lành lại các bác nhá. Nó không có quay để gang tin, nó sẽ không có quay xích nữa. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Giá của con này thì 3 triệu đồng các bác nhá. Một chiếc máy cưa xích Ryobi cực kỳ đẹp và chất lượng. Đó. Rồi, tiếp đến là con F14, một chiếc Ryobi. Đó, như con này được tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác. Giá 3 triệu đồng, hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 13. Có lưới buông xăng phụ ở đây luôn các bác nhé, e gió tự động. Đó, tình trạng máy thì nổ quá là xuất sắc luôn. Máy móc thì đẹp như thiếu thùng luôn các bác nhé. Rồi, tiếp đến là một con F15, con cưa Ryobi sử dụng gia đình, nòng 38 ly, nòng đứng các bác nhá. Con này thì cửa hàng chúng em đã lên cho các bác luôn một cây lam Latin rồi, cứ xịn cực kỳ luôn các bác nhá. Đó. Giá 2 triệu đồng. Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em để đặt hàng. Dạ, tiếp đến là một con cưa Echo Curit tiếp các bác nhá. Con này là V3201. Đó. Tình trạng máy quá là xuất sắc rồi. Đẹp tình trạng như thiếu thùng luôn các bác nhá. Giá của con này là 2,8 triệu, F16. Rồi, con F17 là một con máy cưa cũng hiệu Echo Curit nhá. Con này là một cưa máy cưa giá rẻ cho các bác nào mà nhu cầu kinh phí thấp, mà một chiếc máy cưa nói chung là cũng không có hoạt động nhiều đấy, để chỉ nói chung là về lâu lâu dọn vườn nhà, cắt cành đồ linh tinh thì lựa chọn một con này các bác nhá. Giá thì cực kỳ hợp lý rồi, 1,6 triệu. Đó, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện nữa, thì con này chỉ tầm 1,5 triệu thôi các bác, quá là xuất sắc luôn nha. Tình trạng máy móc quá là đẹp, nguyên zin nguyên bản. Đó, giá của nó là 1,6 triệu cho một chiếc máy cưa mang thương hiệu Echo Curit. Rồi, và còn lại hai con cuối cùng các bác nhá. Một con máy cưa Makita hệ tay cụt. Con này thì cho các bác nào mà hay sử dụng leo trèo, cũng như là nói chung là cầm một tay nhỏ nhẹ để cắt cành đồ linh tinh nhá. Bởi vì con này thì nặng chắc chỉ tầm, em nghĩ tầm khoảng 3 kg thôi. À đây, 3,2 kg các bác nhá. Có thông số đề ghi ở đây đây. Công suất của nó là 30,1cc quá. Giá 2 triệu đồng một máy cưa siêu VIP chất lượng các bác nhá. Mẫu mã thì tình trạng là như thiếu thùng luôn.
Vâng, cuối cùng trong video ngày hôm nay các bác nhé là một con máy cưa tay cụt nữa, một con máy cưa hệ Tananka Nhật nội địa các bác. Tình trạng máy móc thì em nghĩ con này thì tầm khoảng 90-95% nữa, cực kỳ vip và chất lượng luôn. La xích này còn to bản nguyên các bác nhé, như mới luôn các bác. Làm nguyên zin, làm này cái phần này là phần tăng xích nhé các bác nhé, nguyên zin nguyên bản. Hãng máy cưa tay cụt cho các bác nào mà nhu cầu mà thích leo trèo, mà hay nhu cầu sử dụng leo trèo cũng như là leo thang đồ linh tinh đấy ạ, mà có nhu cầu sử dụng một tay các bác nhé. Giá của nó là 1.800.000, một máy cưa siêu vip và chất lượng. Ôi, cuối cùng trong video ngày hôm nay thì đã hết rồi các bác nhé. Các bác nào ưng ý con nào thì liên hệ qua cho em là số điện thoại 0354392929. Đó, một lô máy cưa xích thì các bác nào chốt con nào thì hãy xem video, xem đi xem lại. Ưng ý con nào thì liên hệ qua cho em để đặt hàng các bác nhé. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.